Chào các bạn sinh viên BUV, Sky đã quay trở lại trong series video Stay Fit While Staying at Home được hợp tác với trường Đại học Anh Quốc Việt Nam. Tuần trước chúng ta đã được học nhóm cơ bụng giúp cho bụng được săn chắc. Nếu như các bạn chưa xem có thể ghé qua video ngày 3 nhé. Sau 3 ngày tập đầy đủ các nhóm cơ, tuần này chúng ta sẽ tập một chuỗi các bài liên hoàn giúp đốt mỡ và tăng cơ toàn thân. Bên cạnh đó, các bài tập này giúp cho các bạn được cải thiện nhịp tim và tăng cường sức bền do thói quen ngồi và ngủ nhiều tại nhà làm cho cơ thể ít vận động. Dụng cụ tập luyện hôm nay, các bạn chuẩn bị giúp Sky một chiếc thảm, hai chai nước suối và một cái ghế nhé. Trước khi luyện tập, các bạn lưu ý là phải rửa tay thật kỹ để tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng cũng như là sát khuẩn những dụng cụ tập luyện nhé. Chúng ta đến với những bài tập khởi động. Đầu tiên, chúng ta sẽ xoay cổ tay 10 lần. Sau đó các bạn đổi chiều cho Sky. Tiếp tục xoay hông 10 lần. Sau đó đổi bên. Xoay đầu gối 10 lần. Rồi đổi chiều. Rồi chúng ta tiến hành căng đùi trước. Các bạn có thể chạm tay vào tường ha, để mà giữ thăng bằng. Rồi sau đó chúng ta đổi bên. Căng cái phần đùi trước này ra nè các bạn. Rồi đưa hai tay lên cao, nhìn thẳng lên trời. Cảm nhận phần vai và nguyên một cái cánh tay nó được căng giãn ra. Làm 10 giây, sau đó nghỉ. Bài đầu tiên là chúng ta sẽ chạy tại chỗ. Bài này thì chúng ta sẽ nhấc đầu gối lên khỏi mặt đất ha. Và khi mà chúng ta tiếp đất xuống thì các bạn tiếp đất bằng mũi chân giúp Sky. Chúng ta sẽ đánh hai tay để mà cơ thể giữ được thăng bằng ha. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu. Đó. Bài tập này thì các bạn sẽ làm nóng được cơ thể, giữ hơi thở đều giúp Sky. Nếu mà bạn nào muốn khó hơn, các bạn có thể nhấc đầu gối lên cao ha. Không thì các bạn chỉ cần nhấc hơi cao hơn mặt đất là được rồi. Đó, thở đều, giữ nhịp thở thật là đều. Hít thở bằng miệng và mũi. Chúng ta sẽ làm liên tục bài này trong 1 phút. Các bạn nhớ là phải giữ được cái hơi thở đều nhé. Bài tiếp theo thì chúng ta sẽ tập squat nhé. Đầu tiên các bạn sẽ ưỡn ngực. Rồi, mở hai đầu gối và mũi chân sang hai bên. Squat một cái. Rồi, các bạn tiến về trước và các bạn squat một cái nữa ha. Rồi lùi lại. Squat. Đó. Về hơi thở thì các bạn lưu ý rằng lúc mà các bạn squat xuống, hít sâu bằng mũi chứ. Rồi, lên thở. Rồi, xuống, hít. Lên thở. Rồi, lùi về, hít. Lên thở. Đó. Chúng ta sẽ làm tổng cộng là 20 lần. Ở thảm là 10 lần và lúc bước lên là 10 lần. Và các bạn lưu ý rằng bài tập này sẽ tác động vào nhóm cơ đùi trước và mông. Nếu như các bạn bị đau đầu gối, các bạn có thể xem lại video tập 1 để giải thích về kỹ thuật nhé.
Bài tập tiếp theo sẽ tác động vào bụng và mông trên của các bạn. Đầu tiên là các bạn sẽ bò vào thảm, ưỡn ngực ra lớp sky. Rồi các bạn sẽ đưa tay phải và chân trái so le nhau như vậy nhé. Đưa lên, rồi hạ xuống. Rồi đưa lên, hạ xuống. Rồi các bạn lưu ý giúp Sky là lúc các bạn đưa tay và chân lên á, chúng ta phải ráng gồng bụng để mà giữ được cái sự thăng bằng nha các bạn. Nếu như các bạn không gồng bụng á thì người mình nó sẽ bị lắc lư. Còn về hơi thở, khi mà chúng ta đưa và tay và chân lên á thì các bạn thở ra bằng miệng giúp Sky. Xuống hít, thở. Hít. Đó, khi mà các bạn đá lên nè, các bạn siết cái phần cơ mông trên của các bạn lại ha. Đó, siết lại. Với bài tập này thì các bạn làm 20 lần, 10 lần mỗi bên giúp Sky. Bài tập tiếp theo sẽ tác động vào nhóm cơ mông và đùi trước của các bạn. Nhưng mà các bạn sẽ di chuyển bài này thì cực kỳ mỏi mông luôn. Đầu tiên các bạn sẽ mở hai đầu gối ra, ưỡn ngực, squat xuống giúp Sky. Sau đó từ từ di chuyển qua bên phải ha. Trong lúc di chuyển thì các bạn lưu ý là luôn luôn giữ hai đầu gối cách xa nhau. Sau đó chúng ta di chuyển lại bên trái. Luôn luôn giữ độ mỏi của mông ha. Còn về hơi thở, khi mà chúng ta di chuyển thì các bạn cứ giữ hơi thở đều giúp Sky. Hít thở đều. Các bạn cảm nhận vào mông và đùi trước rất là mỏi luôn. Nhất là cái phần má mông này các bạn. Đó. Các bạn nhớ là phải giữ được lưng thẳng nha, không được gù về trước ha. Đó. Chúng ta sẽ làm 20 lần và mỗi lần bước qua phải là 10 và trở về là 10 giúp Sky. Bài tập tiếp theo chúng ta sẽ tác động riêng vào nhóm cơ bụng dưới. Bây giờ các bạn sẽ nằm xuống thảm nhé. Rồi, các bạn sẽ duỗi hai chân ra và từ từ đá hai chân run phiên nhau lên cao. Chúng ta sẽ cảm nhận vào nhóm cơ bụng dưới. Giữ hơi thở thật đều. Nếu như các bạn muốn khó, các bạn hãy nhấc người lên ha, như vậy. Cảm nhận vào nhóm cơ bụng dưới. Còn dễ thì các bạn cứ nằm xuống giúp Sky. Hai tay để dưới lưng dưới. Bài tập tiếp theo sẽ tác động vào nhóm cơ lưng sườn. Đầu tiên ha, các bạn sẽ xoay hông sang hai bên như vậy giúp Sky. Đó. Nếu mà chúng ta muốn khó, các bạn sẽ nhấc hai chân lên và chúng ta tiếp tục xoay. Lưu ý là khi mà các bạn xoay á, chúng ta phải cảm nhận được ổ bụng, cơ lưng sườn chúng ta thay phiên nhau hoạt động nhé. Rồi, khi mà các bạn xoay á, chúng ta sẽ giữ hơi thở vững. Hít vào thở ra, hít vào thở ra. Chúng ta sẽ làm liên tục trong vòng 30 giây đến 1 phút. Bài tiếp theo sẽ tác động vào nhóm cơ vai giữa và vai trước của các bạn. Đầu tiên là chúng ta sẽ ưỡn ngực ra. Đó, sau đó chúng ta sẽ đánh cùi chỏ sang ngang bài vai giữa và đánh về trước. Bài vai trước, chúng ta sẽ kết hợp hai bài này với nhau như vậy nhé các bạn. Đánh. Về hơi thở các bạn chú ý là lên các bạn thở ra. Lúc xuống hít vào, lên thở. Hít. Thở. Hít.
Nếu như bạn nào còn băn khoăn về kỹ thuật, các bạn hãy xem video clip ngày 2 nhé. Chúng ta sẽ fly vai giữa 10 lần, xong rồi fly vai trước 10 lần. Tổng cộng là 20 lần giúp Sky nhé. Bài tập tiếp theo chúng ta sẽ dùng chai nước luôn, sẽ tác động vào nhóm cơ ngực của chúng ta nhé. Đầu tiên các bạn sẽ ưỡn ngực ra. Hai tay chúng ta sẽ đẩy về trước và siết ngực lại. Lưu ý phải ưỡn ngực ra, chest up shoulder down. Hai tay thụt về sau và đẩy về trước, siết ngực. Rồi, co về sau, siết ngực. Sau đó chúng ta sẽ cố định cùi chỏ và đánh lên và siết ngược lại như vậy. Khi mà chúng ta làm bài này xong 10 lần ha, các bạn sẽ tiếp tục đánh tay về phía trước, siết ngực vô 10 lần nữa. Còn về hơi thở, động tác này và động tác này các bạn đều thở giống nhau, là lúc mà chúng ta đẩy lên siết ngược lại, các bạn thở ra giúp Sky, lúc xuống các bạn hít vào ha. Rồi, bài này cũng y chang. Hết. Nếu như các bạn chưa vững kỹ thuật, các bạn có thể ghé qua video clip ngày 2 để xem kỹ hơn về kỹ thuật siết ngực của Sky chị nhé. Cảm ơn các bạn đã tham gia chuỗi liên hoàn 8 bài tập ngày hôm nay với Sky, và chúng ta sẽ làm liên tục 3 lần và mỗi lần chúng ta sẽ nghỉ cách nhau là 1 đến 2 phút nhé. Bữa sáng rất quan trọng, cho nên nếu như bạn nào mà ngán bữa sáng, các bạn có thể giúp Sky ăn những cái món ví dụ như là cháo thịt bò bằm hoặc là sinh tố yến mạch. Yến mạch chúng ta sẽ nấu ra và chúng ta sẽ xay nhuyễn với sữa tươi và chuối. Đặc điểm của những món ăn này là thứ nhất là nó dễ chế biến, đơn giản và lỏng, dễ ăn và vẫn đảm bảo đủ dinh dưỡng nữa. Các loại vitamin như vitamin C các bạn nên uống vào ban ngày để tránh bị mất ngủ vào ban đêm nhé. Ngoài ra chúng ta nên bổ sung thêm vitamin omega 3 để giúp cho xương được chắc khỏe. Cảm ơn các bạn đã tham gia luyện tập với Sky ngày hôm nay. Nếu như các bạn có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào, xin mời các bạn comments. Sky sẽ giải đáp vào những video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại tuần sau.